Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tây Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Và cuộc đua heo rít thì anh em đã quậy được đến đâu rồi? Ở đây cái nick này của mình thì mình đang kẹt ở lap 2 nha mọi người. Rồi, và cách làm nhiệm vụ thì cũng khá là đơn giản ha. Anh Tây cũng chia sẻ với các bạn khá là nhiều rồi. Anh em nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ, các bạn có thể ghé vào trang web của mình là trang.com để có thể xem những cái hướng dẫn của mình về cách làm nhiệm vụ của Du Heric nha. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ nghĩ nhạn cái coi hôm nay để thử cái vận may coi các bạn. Anh em mình làm nhiệm vụ đến đâu rồi. Hôm nay mình muốn mở một cái rương xịn sò các bạn. Một chiếc rương rất là xịn, nó coi coi nó ra cái gì nè. Wow, 25 mảnh, trời ơi 50 mảnh của dòng Legend là thấy thua rồi. Rồi, ở đây thì anh em mình bật thêm vài cái món đồ nhẹ nhẹ ha. Và các bạn ơi, hắn ta thì cũng có nhận mở cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game, các bạn có thể liên hệ với mình ha. Mình nhận mở thì cái giá trong game và kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng, cho nên các bạn không có lo về nhà phát hành sẽ ban nick hay là sẽ khóa nick các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ bật nhẹ. Wow, được nhân 10 nè. Ôi, và mình cũng có bán những cái nick Dragon City cho anh em luôn nha. Mình còn khá là nhiều nick cũng rất là xịn sò để dành cho mọi người. Bạn nào muốn mua nick thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook. Và link Facebook thì các bạn có thể check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha các bạn. Đây, bây giờ thì anh em mình ra thu hoạch nhãn cái xong nhiệm vụ chưa nè. Rồi, qua nhiệm vụ mới. Lần này thì anh em mình sẽ đến với là nhiệm vụ... thu hoạch cho thức ăn. Bây giờ anh em mình cần phải cho cái bé rồng nào đó cho nó ăn xíu nha mọi người. Ôi, những con rồng này nó khá là mập mạp rồi các bạn. Nó ăn nhiều quá cho nên là nó ú luôn rồi. Đi mới không nổi luôn rồi các bạn ơi. Rồi, sau khi cho rồng ăn mà anh em mình thấy điểm nó không lên nữa thì thôi, chúng ta sẽ dừng lại. Mình mới thả ra mà sao nó không ra cành cây cho mình thế nhờ. Có lẽ nào nó chê á là mấy con cù bóp cho nên nó không có chịu không thế. Chắc có lẽ vậy rồi. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ thả hai con này coi nó ra con gì. Đó, ra cành cây nha các bạn. Ít ra phải vậy chứ chắc có lẽ là anh em mình tốn kém á. Thả thêm phát nữa thì nó lại không chịu nè. Tới công chuyện luôn. Xong, hai cành cây nha. Bây giờ thì anh em mình dùng hai viên game để qua cái này cho nó lẹ. Mở nhẹ cái phần thưởng quả trứng VR. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi thu vàng cũng như là thức ăn. Rồi, mấy cái nhiệm vụ này thì nó cứ xào đi xào lại có mấy cái thôi các bạn. Tính ra thì nó cũng là khá là đơn giản. Anh em mình, bạn nào mà muốn kiếm rồng xịn chỉ cố gắng cày thôi. Cày sơ sơ, sương sương là bèo bèo cũng được heroic hen. Chỗ này được 3 trên 8 rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho... Đây, chúng ta sẽ cho mấy cái con này nó yêu nhau trở lại tiếp nha các bạn. Đó, chỗ này luôn. Tới công chuyện liền. Rồi, sau đây thì anh em mình sẽ đến với là khu vực Arena đi. Ở khu vực này thì anh em mình đang nằm ở Master 1 nha mọi người. Một cái tầm cũng khá là cao rồi ha. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ cho chúng ta với nha các bạn ơi. Wow, kích hoạt miễn nhiễm sát thương và lượng đam của mình hiện tại đang được tăng gấp đôi. Ở đây thì mình còn được tăng lên tới là gấp 4 nha các bạn. Ôi, tăng gấp 4 mình được có 200.000. Quê gì đâu luôn các bạn ơi, tăng gấp 4 lần nữa nha. Thiệt tình làm ăn kiểu này, người ta coi anh em mình ra gì. Trời ơi, đam nhân 4, Khamat ơi. Tới câu chuyện liền. Ôi, con này có bộ có vẻ. Ôi, miễn nhiễm sát thương nữa. Rồi, chú tới câu chuyện nha anh liền. Ở đây mình phải có con Macaron Gold. Mình có Macaron Gold là chúng ta bật lại tem bạn rồi, ngon lành liền. Rồi, chơi trò, định chơi trò hút máu nhưng mà kèo này khá khoai. Qua mùa mới thì, qua cái phiên bản mới lần này thì các bạn thấy những cái ống gọi là những cái ống thuộc dùng M nó khá là khó kiếm nha các bạn. Anh em mình cày gọi là xì khối luôn ấy. Rồi chỗ này thì lượng đam đang được nhân 2. Anh em mình xả nhẹ cái nha. Victory.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là ui, vàng ròng khá là chất lượng. Nó chất lượng quá là mình núp liền. Chứ chiến đâu có lợi đâu mà gồng đúng không nè. Bây giờ vàng này của anh em thì sẽ có là bé xin full kèm theo một con titan ma cà rồng. Ôi máu khá trâu đấy nhờ. Lượng máu của bé này lên tới 600 ngàn các bạn. Ôi nó gắn bé tăng máu nè, tăng 90% luôn. Ôi chơi dài chơi lại không. Bây giờ anh em mình chơi hút máu đủ các kiểu con đà điểu luôn á. Chứ quánh bình thường á là làm gì chịu nổi cái lượng máu trâu như vậy. Hút máu nè. Hút muốn xì khối luôn cả nhà ơi. Giờ là chạy vô. Bật chế độ ao nhây kinh khủng với tên bạn. 600 ngàn mà anh em mình cưa như vậy là cũng quá ghê gớm rồi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ma cà rồng nữ hoàng. Trời ơi nó giật cơ. Oh my god, nó giật không còn miếng máu. Chơi về ai chơi lại man. Nữ hoàng ma cà rồng này nó cũng căng nữa nè. Gặp toàn mấy con ác chiến không vậy. Anh em mình đánh đấm không biết tính sao đây. Nhìn thấy là thấy rén ngang rồi đó. Con này nó vả mình. Ôi còn nguyên một con level 60 ở bên trong nữa mới đau. Không xong rồi. Tình hình này thấy là toan rồi các bạn ơi. Giờ còn tới con 60 trong nằm đây rồi sao anh em mình đánh nổi. Công nhận anh em mình kéo gọi là 600 ngàn máu của con ma cà rồng gold là mình thấy cũng ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà biết sao giờ cả nhà ơi. Phải nói là đội hình tên bạn nó cứng quá. Bạn nó gắn cho cái lượng máu quá trâu. Ui cái vàng rồng của mình gì mà ghê vậy nè. Vàng rồng cùi mía của anh em mình nhìn thôi thấy quải chà đầu rồi. Không đi đánh đấm được cái mùa này thiệt tình. Lên Master 1 rồi là anh em mình không làm ăn gì được luôn ấy. Anh em mình bây giờ chỉ còn nước là đi quậy sương sương trong mấy cái khu vực ở West nè. Đâu rồi? Đây, bé yêu. Tới con chuyện luôn. Lần này thì anh em mình sẽ đến với thành viên khá là cute full my way luôn nha. Nhân vật Heroic mới nha các bạn. Kỹ năng chiến đấu thì thuộc dạng top rồi. Wow, đánh lan gọi cả hai con cùng lúc nha. Rồi, victory. Vậy là anh em mình đã qua được cái cửa. Vì là bé yêu rồng mới cho nên là Hunter cũng khá là yêu thương và chiều chuộng bé này ha. Con này thì đang nằm ở răng bật. Đó chính là răng này là răng đồng nha các bạn. Răng đồng bậc 3. Mang bé này đi chiến đấu nhiều thì anh em mình sẽ được thêm đó chính là những cái mảnh rồng nha mọi người. Victory nè. Ôi, quýnh cái này nó không có thời gian chờ hả mọi người. Cây nhờ. Thú vị đấy. Còn cái này thì sao? Ôi, đây thì cần những cái bé, cần những cái con rồng mới có thể di vào đây đánh được. À nên là mình nhớ không làm là mình có con này. Ok, tiếp theo thì anh em mình sẽ bế cái thành viên xịn sò này của chúng ta ra tiếp tục đi thể hiện nha. Rồi, victory ha. Quá ghê gớm luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đi quậy nhẹ sương sương. À, mình nhớ không lầm là chúng ta có thể bật rương đúng không? Đây. Đây, rương này là hơi bị xịn nha các bạn. Up pan. Wow. Ra cái món mà nhìn quái chè đậu thiệt chứ.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với đi thu hoạch nhẹ cái nữa đi. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta ui chạy 5 trên 8 rồi các bạn. Chỗ này thì anh em mình vào khu vực list để quần nha mọi người. Đó, mấy con rồng chất lượng của mình thì nó không cho vào khu vực Master 1 để đánh. Nó cay ở cái chỗ đó. Rồi, vị trí này thì anh em mình sẽ ui. Wow, con này còn có 25.000 máu nè. Lắm. Ôi, có đam 21 à. Cay quá nhờ. Ôi. Cái gì nó quýnh thêm lượt đánh nữa luôn á hả? Tính là tên bạn nó quýnh mình hai lần liên tục luôn ha cả nhà. Wow, tới con chuyện luôn ha. Đây, sang tay áo lên và anh em mình chiến thôi nào. Rồi, victory ha. Tiếp theo anh em mình sẽ giao lưu nhẹ với bạn level là 151 nha cả nhà. Victory, quá ổn áp luôn. Wow, victory nha. Ôi, ở đây anh em mình tranh thủ chạy ra thu hoạch nhẹ một cái nha cả nhà. Đó, sau khi mà thu hoạch xong rồi. Cuộc đua Harriet anh em mình quậy được đến đâu nhờ? 6 trên 8 rồi các bạn, cố lên. Đây, bật cái chế độ sinh tồn lên, lắm. Wow, cố lên coi nè. Mấy em này thì chắc anh em mình gồng qua được đấy. Victory ha. Ôi, mới chiến trong kia xong bây giờ nó lòi ra hai trận cay nhờ. Ok, và các bạn anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại chúng ta một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.